Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Spiral News của chúng mình. Chuyên mục này được lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Spiral Room. Và tuần này các bạn sẽ lại cùng mình, MC Pink Dot, đi tìm hiểu xem là trên thế giới và trong nước đã xảy ra những cái sự kiện gì đáng chú ý. Hãy cùng bắt đầu ngay thế nào. Cuối tuần qua, cả thế giới bàng hoàng trước sự việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania khi đang phát biểu. Toàn bộ sự việc được tóm tắt ngắn gọn theo các mốc thời gian như sau. 18 giờ 3 phút, Donald Trump bắt đầu bước lên sân khấu. Ông dành vài phút để bắt tay người ủng hộ và khuấy động đám đông. 18 giờ 5 phút, ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình. Đến 18 giờ 12 phút, khi ông Trump vẫn đang đứng phát biểu, tiếng súng đầu tiên vang lên. Take a look at what happened. Rồi sau đó tiếng súng thứ hai vang lên, rồi tiếng súng thứ ba. Ông Trump vội ngồi thụp xuống núp sau bục phát biểu. Một loạt đạn khác lại vang lên, đám đông la hét và cúi rạp người. Ba mật vụ vội nhảy lên sân khấu vây quanh Trump. Nhân viên an ninh vũ trang cũng nhanh chóng tiến lên để chấn giữ bốn góc của sân khấu. Mật vụ giữ ông Trump cúi sát sàn sân khấu trong 25 giây trước khi ai đó hét lên, tay súng đã bị hạ. Các mật vụ nâng ông Trump đứng dậy và tạo thành vòng tròn khép kín xung quanh ông. Sau đó, Donald Trump nói khoan, trước khi giơ nắm đấm lên trời, trong tiếng hò reo của người ủng hộ. Một mật vụ giơ tay cao hơn đầu của ông Trump để che chắn. Cựu Tổng thống tiếp tục giơ nắm đấm lên trời và nói, chiến đấu. Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang nước Mỹ. Mười tám giờ 13 phút, mật vụ hộ tống ông rời khỏi sân khấu, nhanh chóng đưa tới một chiếc SUV màu đen đỗ ở gần đó và rời đi. 20 giờ 45 phút, ông Trump đăng thông tin đầu tiên sau sự việc trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho biết viên đạn đã xuyên qua phần trên của tay phải. Sau đó FBI xác định đây là vụ ám sát hụt với nghi phạm là Thomas Matthew Grock, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, Pennsylvania. Hiện tại vẫn chưa rõ được động cơ gây án của hắn, nhưng FBI đang xem xét sự việc theo hướng ám sát trong nước và xác định nghi phạm Grock hành động một mình. Sau khi sự kiện đáng báo động trên xảy ra, Stephen Collinson, nhà phân tích của CNN nhận xét việc nhắm mục tiêu vào một ứng cử viên tổng thống là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và chủ quyền của mỗi người Mỹ trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo của mình. Nhiều người cũng so sánh sự việc này giống với vụ ám sát ứng cử viên đảng Dân Chủ Robert F. Kennedy năm 1968. Đặc biệt nhất, vụ tấn công làm dấy lên lo ngại rằng bạo lực có thể bùng phát trong thời gian tranh cử tổng thống và sau khi cuộc bầu cử kết thúc, khi những người ủng hộ không hài lòng về kết quả cuối cùng. Còn về phía ông Donald Trump, chiến dịch tranh cử của ông vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vụ nổ súng chắc chắn sẽ làm thay đổi thông điệp và giọng điệu, cũng như là các vấn đề an ninh của các sự kiện tiếp theo. Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có thể sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách sau vụ ám sát hụt của ông Trump. Hiện tại, ông Biden cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động truyền thông tranh cử tổng thống của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý về bóng đá. Tuần vừa qua là một tuần mất ngủ với tất cả những người hâm mộ nhiệt thành của bóng đá thế giới, nhất là fan của hai đội bóng đá Tây Ban Nha và Argentina. Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở trận chung kết Euro vào rạng sáng ngày 15 tháng 7, đội bóng xứ sở đấu bò đã hoàn tất việc thống trị giải bóng đá châu Âu. Ngoài chức vô địch ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha còn giữ ngôi vô địch châu Âu ở cấp câu lạc bộ với danh hiệu Champions League thuộc về Real Madrid. Nhìn lại hành trình lên đến đỉnh Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha cũng gần như thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Cụ thể, tiền vệ Rodri được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Tiền vệ Dani Olmo là một trong 6 đồng vua phá lưới với 3 bàn thắng. Còn tiền đạo cánh phải Lamine Yamal được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất giải. Hiện tại, Rodri bên phía Tây Ban Nha cũng đang chiếm ưu thế đáng kể trước Jude Bellingham của đội tuyển Anh trong cuộc đua đến danh hiệu quả bóng vàng năm 2024. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Tây Ban Nha sẽ có một năm 2024 mỹ mãn. Còn với khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Argentina đã trở thành nhà vô địch Copa America 2024 sau chiến thắng 1-0 trước Colombia trong 120 phút thi đấu đầy kịch tính ở trận chung kết. Với 16 lần vô địch,
Argentina cũng đã chính thức vượt qua Uruguay với 15 chức vô địch để độc chiếm ngôi vị số 1 về số lần đăng quang. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni sau những gì mà đội bóng này đã thể hiện kể từ đầu giải. Argentina cũng chính thức là đội bóng duy nhất toàn thắng 6 trận đấu, trong đó chỉ có trận gặp Ecuador ở vòng 1/8 là phải giải quyết bằng loạt luân lưu may rủi. Chuyển qua các thông tin nổi bật nhất tuần qua tại Việt Nam, hãy cùng Spiderum News đến với những thông tin về kinh tế, giáo dục và đời sống. Số lượng triệu phú ở Việt Nam đạt 19.400 người tính đến cuối năm 2023, tương đương mức tăng 98% trong thập kỷ qua. Trong đó, số người có tài sản hơn 100 triệu đô là khoảng 58 người, còn số tỷ phú đô la Mỹ ở Việt Nam là có 6 đại diện. Dữ liệu này được trích trong báo cáo mới nhất của công ty tình báo tài sản toàn cầu New World Wealth, hãng cố vấn di cư hàng đầu Henley & Partner. Theo báo cáo, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số lượng triệu phú với hơn 5,4 triệu người. Nhưng các nền kinh tế mới nổi như là Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Nguyên nhân cho sự tăng trưởng nhanh chóng này tại Việt Nam xuất phát từ việc nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2023. Mức thu nhập bình quân đầu người trong vòng 10 năm cũng tăng gấp 2,2 lần, tức 1.960 đô một người vào năm 2013, lên 4.284 đô la Mỹ vào năm 2023. GDP bình quân đầu người tăng phản ánh tính năng động của nền kinh tế hiện nay. Xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ đầu tháng 5 năm nay và chỉ trong vòng 2 tháng, lãi suất cao nhất cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,4% lên 5,9%. Xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ tháng 5 năm nay và chỉ trong 2 tháng, lãi suất cao nhất cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng từ 5,4% lên 5,9%. Số ngân hàng trả lãi suất từ 5% trở lên cũng tăng gấp đôi, từ 12 lên 24 đơn vị. Động thái điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, theo chuyên gia, nhằm cân bằng lại với lợi suất sinh lời của các kênh đầu tư khác như là đô la Mỹ, đặc biệt là sự áp đảo của vàng thời gian qua. Các khán thính giả có thể theo dõi mức lãi suất mới nhất của các ngân hàng cập nhật đến ngày 8 tháng 7 theo bảng cập nhật đang hiển thị ở trên màn hình. 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm với mức điều chỉnh từ 0,1% cho đến 0,9%. Thành phố Hội An đã lọt vào danh sách 25 thành phố tốt nhất trên thế giới năm 2024 do độc giả của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới này bình chọn. Theo bảng xếp hạng này, các thành phố được đánh giá dựa trên các tiêu chí như là điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị. Điểm trung bình của các tiêu chí này sẽ xác định thứ hạng cuối cùng. Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách, xếp ở vị trí thứ tư với tổng điểm đánh giá là 90,67. Được độc giả đánh giá cao nhờ vẻ đẹp cổ kính và các trải nghiệm ẩm thực độc đáo, thành phố này nổi tiếng với các món ăn đặc trưng như là bánh mì và cao lầu. Theo Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lịch nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày kể từ ngày thứ 7, 31 tháng 8 cho đến hết ngày thứ 3, ngày 3 tháng 9. Như vậy, đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 sẽ kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Khép lại các sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua, các khán thính giả hãy cùng với Spiderum News đến với chuyên mục tin tức, nơi mang đến cho các bạn các thông tin không biết thì tức, mà biết rồi thì lại còn tức cả hơn. Ở lần thứ hai xuất hiện này, hãy đến với câu chuyện của một người đàn ông Ấn Độ đã sử dụng tuyệt chiêu lấy độc trị độc để giữ lại mạng sống cho chính mình. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 7 khi anh Santosh Loha, một công nhân đường sắt 35 tuổi đang làm việc trong khu rừng ở gần thành phố Nawada. Trong lúc Loha đi ngủ, một con rắn bất ngờ lao tới cắn anh. Thay vì sơ cứu bản thân, Loha phản ứng lại cực kỳ nhanh bằng cách túm lấy con rắn, cắn trả lại hai lần và giết chết nó. Khi được hỏi về hành động cắn ngược con rắn này, Loha trả lời: "Tại làng của tôi, mọi người tin rằng là nếu bị rắn cắn, bạn phải cắn lại nó hai lần để trung hòa nọc độc. Theo quan niệm của một số vùng nông thôn tại Ấn Độ, thực sự tồn tại quan niệm cho rằng cắn lại con rắn đã cắn mình giúp truyền lại nọc độc trở lại cơ thể của nó.
nhà chức trách chưa xác nhận con rắn trong vụ tấn công thuộc loài nào. Tuy nhiên sau sự việc, Loha được đồng nghiệp chở tới bệnh viện. Anh ở lại bệnh viện qua đêm, phục hồi tốt sau khi tiêm thuốc kháng nọc độc và xuất viện vào ngày hôm sau. Anh Loha này có thể đã gặp may mắn khi con rắn mà anh ta cắn không phải là một con rắn quá độc, hoặc có thể quan niệm mê tín nhờ những sức mạnh bí ẩn bất ngờ có tác dụng hay chăng? Không ai biết câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, mong các khán thính giả không nên áp dụng cái cách xử lý này khi bị rắn cắn hay là bất kỳ loài động vật nào khác cắn giống như là anh Loha. Và đó là toàn bộ các tin tức trong tuần vừa qua được tổng hợp bởi Spyroom News. Cảm ơn các khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo được lên sóng vào thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Spyroom nhé. Đây là Spyroom News, còn mình là Pink Dot. See ya!